Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi ngữ pháp N2. Đầu tiên sẽ là modal số 7, câu số 31 này. 鶏肉と卵、何やにあればすぐに作れます。Cái món ăn này thì rất là đơn giản. Đây là đang để thể bà là nếu có đúng không nhỉ? Đây là thịt gà và trứng, có thể làm một cách đơn giản, có thể làm được ngay. Nihon kosho to mo wa sai thì thực ra câu này là câu tương đối là đơn giản bởi vì chúng ta thấy có đây là thẻ bà đúng nhỉ và nó thể hiện cái sắc thái là có thể làm được ngay như vậy thì là một cái sắc thái đơn giản đúng không vậy thì đây sẽ phải là đáp án số 4 sai chúng ta có ngữ pháp sai bà có nghĩa là chỉ cần đúng nhỉ chỉ cần có cái này thì có thể làm được một cái đơn giản nhé không phải là ni mộ cô số là chính hay là tô mộ đều không hợp lý câu số 32 hai cô no me Anzenc, nani tội -no 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 là cái uh, mũ bảo hiểm, cái mũ bảo hiểm của cái nhà sản xuất này, ấy, đây là tính an toàn, thì nó vượt trội hơn sản phẩm của các nhà sản xuất khác. Nisote là dựa trên, bám theo, ví dụ như bám theo pháp luật quy định vân vân. Đây C không phải là uh, dựa trên như vậy, do vậy chúng ta sẽ loại cái này. Ni là hướng tới một sự kiện nào đó Cũng không phải Niwatate là khắp suốt Không đúng, đúng nhỉ Đây sẽ phải là số 4 Ni oite Ni oite đây có nghĩa là Ở khía cạnh Đấy, Xét trên khía cạnh là tính an toàn nhé Về mặt an toàn Thì như thế do vậy đúng sẽ phải là 4 Câu số 33 Yamada và Mori nói chuyện với nhau này Bạn này nói là Kondo no renkyu Ờ... Kimura-san wa onsen ni iku mitai da yo? Mori-san wa do? Bạn Yamada đang hỏi là Có vẻ nghe nói là Cái kỳ nghỉ dài sắp tới ấy Thì Kimura-san sẽ đi onsen đấy Thế còn Mori-san thì thế nào? Bạn Mori nói là Nanyanyi mono nara ikitai kedo Kondo no renkyu wa shigoto ga à, Hai chatan da yo ne Muốn đi này Mono nara xong rồi sau là muốn đi à, Thế nhưng mà kỳ nghỉ dài đến tới thì công việc nó chen ngang mất rồi iku iko ikeru và ikitai. Thì ở đây các bạn để ý có ngữ pháp là mononara. Ngữ pháp này sẽ đi với lại hai thể đúng nhỉ? Thứ nhất là thể ý chí. Thì đằng sau thể ý chí đó ấy nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là uh, những cái tình trạng không mong muốn, nếu làm điều đó thì đằng sau là điều xấu vậy thì chúng ta ở đây không phải là cái nét nghĩa xấu như vậy chúng ta sẽ loại hai loại 4 bởi vì không đi với lại vtai nhá. Vậy thì còn 1 và 3 thì đi với lại mononara khi là động từ diễn tả ý chí thì phải biến sang thể khả năng đúng không? Như vậy đúng ở đây sẽ phải là số 3, ikeru. Có nghĩa là nếu mà có thể đi thì tôi cũng muốn đi đấy. Nhưng mà sự việc là như vậy đúng không nhỉ? Cái ngữ pháp thể từ điển dạng khả năng của động từ đi với mononara cộng với lại đằng sau thì mang nghĩa là nếu có thể làm điều đó thì người ta muốn làm nhưng thực ra rất khó để làm được. Một loại Câu số 34 Seminar no anai de Ở gì nhỉ? Ở cái buổi hướng dẫn của hội thảo Yuko ryo wa mu ryo desu Nani shiryō dai 500 en desu Đây là cái tiền Tiền tham dự, tiền nghe giảng là miễn phí Không mất phí để nghe giảng Đằng sau lại là gì đây? Đằng sau lại là uh, Tiền tài liệu là 500 yên như vậy là hai vế nó đang có một cái tính chất gọi là hơi ngược nhau một chút đúng không? Miễn phí này và mất thêm 500 yên. Vậy thì sẽ cần tìm cái từ nối nào? Một, Tadashi là có điều là bổ sung thêm thông tin cho đằng trước. Đúng nhỉ? Đấy, đúng này. Đấy, miễn phí có điều nhưng mà. Đấy, thêm cái này nhá Oyobi là và. Nối thường là nối hai danh từ. Điệt, liệt kê giống trợ từ tô nhưng mà lịch sự hơn. Không phải. Sunawachi. Sunawachi là nói cách khác. Có nghĩa là gần giống như là tsumari ấy không phải aruwa hoặc là cũng không phải đúng đây sẽ phải là một tadashi có điều là như có điều là bổ sung thêm như vậy chứ không phải là chỉ có uh, miễn phí không như thế này câu số 35 kotoshi no ega sai no raijo sha wa kaimaku kara mika de yumani ni tashita yoga kan no kaisai ki kan de Cuối cùng thì 昨日の 20万 cần phải điền madeda. Shidai và saichuu da. Câu này là một câu tương đối khó. Cái gì nhỉ? Cái người mà đến tham dự cái buổi liên hoan phim, đấy cái buổi lễ chiếu phim năm nay ấy thì từ lúc khai mạc đến giờ từ lúc khai mạc Uh, đã đạt bao nhiêu Đã đạt 10 vạn người 100.000 người trong vòng 3 ngày Kể từ khi khai mạc uh, Vượt qua đúng không nhỉ Vượt qua nhiều Vượt qua rộng Đấy, Vượt qua lớn Vượt xa 20 vạn người của năm ngoái Ở đây là gì đây nhỉ uh, Cuối cùng sẽ vượt như vậy Đấy, Trong 8 ngày tổ chức Đúng không 8 ngày tổ chức cái buổi này Thì ở đây Ở đây là người ta đưa ra một cái xu hướng phán đoán Do vậy chúng ta phải chọn đáp án đúng là đáp án số 3 oida Thực ra cái này coi là từ vựng thì đúng hơn là ngữ pháp Bởi vì là các bạn chắc là cũng chưa bao giờ thấy ngữ pháp gọi là ngữ pháp oida đúng không? Nhá, cái từ này có rất là nhiều nghĩa Tinh thần, quyền lực, tình thế, sức, khí thế, vân vân Thì trong trường này nó mang nghĩa là À, diễn biến Đấy. Cái đà như thế Bởi vì này ở đây là ba ngày là đã đạt 10 vạn người rồi Vậy thì 8 ngày chắc chắn phải, sẽ phải vượt qua 20 vạn người của năm ngoái cho nên người ta đưa ra một cái dự đoán diễn biến là sẽ là như vậy. Do vậy đúng ở đây sẽ phải là ba nhé. Câu này là câu thiên về từ vựng. Madeda khi mà Madeda là đến mức đúng nhỉ? Đấy. Hoặc là về dự cộng Madeda là chỉ còn cách như vậy. Không đúng. là có rất là nhiều cách ừ, sử dụng nhưng mà khi mà động từ là về cộng với Sidaida là bởi vì. Đấy, vì đều cũng không phải này. Sai chưa là là đang trong lúc thường là đi với tê hoặc danh từ cộng với nô no, không phải đi với về như này. Câu này các bạn có thể loại trừ được. Nó không hợp nghĩa với lại các 1, 2 và 4 để có thể à đoán là có thể là 3. Tiếp theo câu số 36. Onishi Byoin de wa genzai jimu shokuin o boushu shite imasu. Shozai wa homepage o naninaika chokusetsu odenwa de otoiawase kudasai. Ở bệnh viện Onishi ấy thì chúng tôi đang Hiện tại chúng tôi đang tuyển nhân viên văn phòng. Chi tiết thì các bạn hãy liên lạc qua liên lạc trực tiếp qua điện thoại hoặc cái trang chủ hoặc là xem trang chủ vậy thì cái xem ở đây đang nói về người khác thì phải dùng tôn kính ngữ đúng không? Đấy, như vậy ở đây sẽ phải dùng một sông kê gỗ. Một tôn kính ngữ này nói là người khác hãy xem. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái nào là sông kê gỗ. Thứ nhất, hai kênh sư rự là khiêm nhường ngữ loại. Thứ hai, godan cử à đây là tôn kính ngữ đúng không có thể chọn đáp án này nhá bình thường thì chúng ta hay là goran ni nhưng mà có một dạng khác tôn kính ngữ của nó đấy là goran itada cũng là tôn kính ngữ nếu mà phân tích itada cự là nhận goran là xem nhận cái việc xem từ người khác thì vẫn là người khác xem là tôn kính gorani idr không có cái dạng này loại misete kudasaru misete chúng ta thấy có rự là đối phương làm gì đấy cho mình đúng nhỉ Vậy thì câu này có nghĩa là đối phương cho mình xem trang chủ sai. Như vậy chúng ta cũng loại luôn 4. Đúng ở đây phải là ni bằng. Mời các bạn xem trang chủ nhá Có vậy thì có hai cách nói là xem đấy là Goran Itadaku hoặc là Goran Ninaru đều được. Tiếp theo câu số 37. Kono Kono Shiwa Izen Jinko Nisen ni no chisana mura Gì ga Ima Jinko Gojumani Manino Daitoshida Cái thành phố này Trước đây Một ngôi làng nhỏ chỉ có 5.000 nhân khẩu thôi 5.000 người Nhưng bây giờ là, một, là một cái đô thị lớn 500.000 người đúng không 50 vạn người 500.000 người Vậy thì đang so sánh trước đây và bây giờ Trước đây là một cái ngôi làng nhỏ Đấy, Và bây giờ lớn như này Vậy thì dùng cái gì Demo Nakata là Cũng không phải là Chắc chắn là sai rồi đúng không nhỉ Yori Hokanakata giống như là ngữ pháp Shikanai Yori Hokanai là chỉ còn cách làm điều gì đó Sai nhá Nisuginakata chỉ là À, thể hiện cái gì nhỉ? Đánh giá thấp Trước đây chỉ là ngôi làng nhỏ này thôi Có thể cái này đúng Tamaranakata sẽ đi với thể T Có nghĩa là T Tamaranai là cực kỳ vô cùng Đây không phải đi với lại danh từ như thế này Như vậy đúng ở đây sẽ phải là ba. Đấy, trước đây nó chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi Bây giờ nó thành như này Tiếp theo cô 38. Mi tại cửa hàng này Nakamura. Nakamura nói như sau. Kono kono shatsu kawaii demo kaisha ni kite iku ni wa hade kana Bộ gì đây? Bộ uh, bộ bộ uh, áo sơ mi này, ấy. cái áo sơ mi này thì rất là dễ thương, thế nhưng mà nó hơi um, hade tức là hade là loè loẹt, màu mè để đi đến công ty để đi làm, để mặc đi làm. Và bạn Michiko nói là gì đây nhỉ? Ừ, de to de kiru shigoto ni <laughs> wa hare sugiru hare Mặc đi hẹn hò này. Đây là gì đây? À, đi làm đấy. Quá là lòe loẹt khi đi làm. Vậy thì đây đang uh, so sánh đối chiếu giữa hai bên, một bên là mặc đi làm và một bên là gì nhỉ? mặc để đi công việc. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái nào hợp lý nhá. Một này, nishi te wa Nishite wa là so với việc A thì đằng sau B là gì? Nhưng mà đây là đang đưa ra hai đối tượng, do vậy chúng ta sẽ không gì đấy. Chúng ta sẽ không chọn. Nếu như cái cái câu số 1 ấy à nếu như mà nó uh, người ta bỏ cái shigoto như đi, chỉ là uh, d to de kiru Nishite wa, tức là so với việc mặc để đi hẹn hò thì ha de sugiru thì nó hơi bị lè lẻo thì đúng. Đấy, nhưng mà đây là cái HD sư ghi này là của cái Shigoto như ạ sẽ không dùng trong cái trường hợp uh, này nhá đấy cái này nó là đánh giá so với sự việc ở phía trước Toshitara là giả sử tương tự giả sử thì ở đằng sau lại có cái này thì không thể đúng được đúng không Nara Tomo ca cự đây là ngữ pháp ghép các bạn học rồi Tomo ca cự là thì không nói đấy hoặc thì 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 thì, thì không bàn Nara là nếu thì câu này là gì Ừm nếu là mặc để đi hẹn hò thì không nói thì không bàn Tức là ok vẫn ok Nhưng mà mặc để đi công việc thì quá như vậy Đây là đáp án đúng đúng không Nghĩa hợp này Các bạn để ý là trong đề thi N2 sẽ có rất là nhiều ngữ pháp ghép như này Câu số 4 là Karatoa ie Đấy. Mặc dù nói là cũng không phải Câu số 39 Nayande ru toki Dareka ni hanashi Nani nani kimochi ga Daku bai aru những khi mà chăn trở ấy đấy, những khi mà đang phiền não cái gì đó thì có những trường hợp mà gì nhở đây sẽ cảm xúc sẽ trở nên thoải mái hơn dareka ni hanashi nào uh, kite ageru koto wa kite morau koto de kite kureru koto ni và kite yaru koto ga thì đây mọi người thấy là đây là kết quả đúng không là cảm xúc trở nên tốt hơn thì đúng nhất sẽ phải là gì nhỉ? Bằng một việc gì đó. Đấy. Thì đáp án đúng ở đây phải là đáp án số 2. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây người ta dùng cái trợ từ D. Nhờ việc đó mà có được kết quả này. Cái tiếp theo ấy, đấy là Dari ni và kite rất là hợp. Đấy là mình được một ai đó lắng nghe câu chuyện của mình, mình nhận được cái việc lắng nghe từ người khác. Chứ còn nếu là một nhá. Các bạn thấy này, nếu là một này, nếu chọn một sẽ là kite aru kite ageru koto wa. Đấy. Thì không thể là koto kimochi cả được Đấy. tương tự 3 và 4 cũng đều không đúng ví dụ tê cứ đê là người khác làm cho mình phải dùng trợ từ ga ga Đấy. hay là 4 là mình làm gì cho người dưới cũng tương tự và cái 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 trợ từ đằng sau từ cô tổ cũng không phải không phải là ga hay là ni đúng nhất sẽ phải là đê Đấy, bằng cái việc đó Nhờ cái việc đó mà có cái kết quả đằng sau Câu 40 Ở ga Kimura nói là gì đây? Mada kippu kate nai no. Mo densha kitchau yo. Hayaku hayaku. Bạn Kimura nói là chưa mua vé à? Tàu điện nó sắp chạy rồi đấy, nhanh lên. Và bạn uh, Tanaka nói là mada go go hun mo aru desho. Còn những 5 phút nữa cơ mà. Sonani. Như thế. Một này. Isogasenai de. Đấy, đừng có bắt đừng có bắt tao phải nhanh như thế đừng có dục đúng không đừng có dục tao đây là bạn chính xác hai nhá isoga no kana là gì nhỉ thẻ bị động sai khiến đúng không có lẽ không bị bắt dục như thế nói chung là nghĩa sai không phải ở đây tình huống người trước bảo là nhanh lên nhanh lên đây hayaku hayaku, thì người dưới bảo là vẫn còn 5 phút đừng có dục dùng hai là sai số ba ừ. isoga nakucha ne nakucha chính là nakutewa wa à, ikenai đúng không nhỉ có nghĩa là phải nhanh phải gấp nhưng mà ý của người đáp ở trong câu này sẽ là không cần phải gấp không cần phải vội như vậy là số 3 cũng loại và số 4 là gì isoga sarerun dakara bởi vì bị bắt đúng không nhỉ đây là thể cũng là thể bị động sai khiến đấy cũng là bị bắt uh, gấp bị bắt vội cũng sai luôn như vậy đúng sẽ phải là một nhá có 41 uh, trên điện thoại này Takahashi nói là Eyo Bruno Yamashita sao onegai shitai no desu ga uh, phiền anh cho tôi gặp Yamashita ở cái phòng uh, kinh doanh và Sato nói là Moshi wa Yamashita sao wa tadaima uh, kaigi de seki o hazushite orimasu Modo kochira kara Odenwa. Tôi rất là xin lỗi. Hiện tại thì Yamashita Sang ấy đang uh, vắng mặt bởi vì phải tham dự cuộc họp đúng không? Nếu mà nếu mà quay trở lại thì kara từ phía tôi sẽ gọi điện. Vậy thì từ phía tôi gọi điện lại thì phải dùng khiêm nhường, đúng nhỉ? Vậy thì ở đây khi nào là khiêm nhường và đi với quá sẽ phải là Itashimacho cả, đúng sẽ là một. Nha các bạn được học rồi. Khiêm nhường ngữ của động từ sẽ là gì nhỉ? o hoặc là go v shimas trong đó shimas có thể biến thành itashimasu để mang tính chất khiêm nhường hơn hay Onega vâng nhớ anh moshimasho cả sẽ không đi với lại đêm qua như thế này itadakimasen ka hay là kudasai masen ka là người khác gọi cho mình đúng nhỉ đấy không đúng tiếp theo câu 42 jibun ga sarete ureshi koto wa aite mo ureshi to tsui đó da ga đặc... Ga aruので, à, chúng ta thấy có từ tsui thì khi mà có cái từ tsui nó rất là hay đi với lại tê nhá thì nhiều khả năng hai sẽ đúng này Đấy. chúng ta cùng xem những cái việc mà mình làm và mình vui thì đối phương cũng vui theo lỡ nghĩ là như thế đúng không Đấy. chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ là như vậy à ở đây vậy thì đúng nhất sẽ là hai rồi thường có khuynh hướng thường có xu hướng như thế. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà cũng có trường hợp là đối phương sẽ không thích đâu, cho nên là cần phải cẩn thận, cần phải chú ý. Omote tokoro là gì nhỉ? Ngữ pháp tokoro mà đi với te rự là đang trong lúc như vậy, sai. Osore phải là osore ga aru là à, có nguy cơ. Đấy. Nhưng mà sẽ không đi với omota ga rự nhá, loại Câu số 4 omo mô ta Bởi vì chỉ còn cách Cũng sai luôn Đúng sẽ phải là ni bằng Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài dấu sao Câu số 43 Yamashita Nói chuyện với lại uh, Nakada này Natsuya sumi ashita de ogari dane uh, Kỳ nghỉ hè ấy Thì uh, ngày mai là kết thúc rồi nhờ So dane Demo mada Gì đó này Yasumi yo ne gurai ishikang ato và wa thì chúng ta có nhá gurai là khoảng cỡ này à, nó sẽ đằng sau lượng từ thường là đằng sau lượng từ càng là một tuần ato là thêm máy còn vậy thì ở đây chúng ta sẽ có gì đấy chúng ta sẽ có này thứ nhất à, chúng ta sẽ phải cho gì nhỉ chúng ta sẽ phải cho gurai đằng sau cái gì nhỉ gurai đằng sau càng Đấy Như vậy là chúng ta sẽ có được Gurai đằng sau Ixiu Kang Là xếp được uh, 2 Ixiu Kang Đấy, đằng sau sẽ là mấy đây một Là Gurai Tiếp theo này, các bạn có từ Ato Thì đằng Ato nó sẽ gì nhỉ Ato là Thêm Đấy, hoặc là còn đằng sau nó sẽ là lượng từ vậy thì đây chắc chắn là đằng trước nó phải là gì đằng trước nó phải là à xin lỗi đằng sau nó phải là cái issue càng này bởi vì đây là động đây là lượng từ duy nhất ở trong câu này đúng không vậy thì đây sẽ là ato vậy đã chúng ta xếp được ba hai một rồi vậy còn bốn bốn ở đâu bốn không thể cho lên trước được ma đào không ai nói như vậy vậy thì ở đây bốn sẽ phải cho đằng cuối Đấy. vậy thì bốn sẽ là qua wow. nối vào cho nó dễ nhá thứ tự đúng là 3214 các bạn sẽ khoanh đáp án số 1 câu này có nghĩa là Ừ thế nhưng mà tớ muốn nghỉ thêm ít nhất Đấy, này Ừ đúng rồi nhưng mà nhá tớ muốn nghỉ thêm ít nhất cái chợ từ qua này là ít nhất ít nhất là khoảng thêm một tuần nữa Đấy, 44. À uh, Kitagawa sensei uh, email de à một cái bức bức uh, email gửi cho Kitagawa sensei nói là uh, Kino bujini kikoku shimashita Hôm qua thì em đã về nước an toàn. Nihon taizai chuu a trong thời gian ở Nhật này, osewa ni nari hontoni arigatou gozaimashita. Thực sự là rất cảm ơn, đúng không nhỉ? Ờ uh, Giúp đỡ rất nhiều Đáp án Na Ohajime Kitagawa sensei Ni Katagata Thì các bạn có Cái ngữ pháp Ohajime Đấy là gì đấy Trước nó là danh từ đúng không Đấy Vậy thì ở đây Trước nó có thể là hai hoặc là 4 Thế nhưng mà Trước cái Hajime này Trước Ohajime là một cái Một cái Đối tượng cụ thể tiêu biểu Thì chắc chắn sẽ phải là Đưa cái gì nhỉ Đưa cái thầy này ra Chứ không thể là rất là nhiều người như thế này được Đấy, Như vậy chúng ta sẽ phải xếp à, Số mấy đây Số 2 Là Kitagawa Sensei Đúng nhỉ Xong Đằng sau nó sẽ là 1 o Hajime Tiếp theo này các bạn có Giúp đỡ Osewani na đi Vậy thì giúp đỡ từ ai Chúng ta đã phải dùng trợ từ là trợ từ gì đây nhỉ Trợ từ ni à, Như vậy là chúng ta sẽ Xếp được cái trợ từ ni vào đây Nhá À giúp đỡ từ ai đó Vậy thì Đằng trước nó sẽ là danh từ chỉ người Mà Kitagawa Sensei chúng ta đã ghép với lại Ohajime rồi Vậy thì chắc chắn là bốn chúng ta sẽ phải cho vào gì nhỉ Cho trước cái trợ từ ni này Như vậy chúng ta sẽ có thứ tự đúng là 21 4 này. Oku no Katagata. Và 3 là nhị. Đấy thứ tự đúng là 2 1 4 3. Khoanh đáp án số 4. Trong thời gian mà em ở Nhật ấy thì em đã nhận được sự giúp đỡ từ rất là nhiều người và tiêu biểu là 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 CC là thầy đúng không? Em cảm ơn rất là nhiều nhá. Tiếp theo câu số 45. Watashi no sofu wa kaze o hite mo kaze no toki atatakaku gì đó to ite ni ikanai. Ông của tôi dù có bị cúm ấy, thì nói là khi ốm thì sao đó, không đi bệnh viện, ni kagiru hayaku Neru và Shite. Đầu tiên các bạn có này, Atataka cự nó đang là tính từ chia dạng cư. Vậy thì đằng sau đây phải là động từ. Đấy. Vậy đây có hai động từ là động từ Neru và động từ Shite. Tiếp theo các bạn có này, Haya cự là dạng gì nhỉ? Cũng đang để ở dạng dạng tính từ y bỏ y thêm cư. Vậy thì có thể là Haya cự Neru ngủ sớm hoặc là làm sớm thì cũng đều thỏa mãn. Tiếp theo lại có Nikagiru. Hai Nikagiru là là nhất là tốt nhất. Vậy thì đằng trước nó là gì? Đằng trước nó là danh từ v nai hoặc là vự. Thì ở đây có mỗi ba là nê rự là thỏa mãn. Như vậy là các bạn sẽ phải cố định đáp án số uh, mấy nhỉ? Các bạn sẽ phải cố định ba này. là nê rự trước một là ni kagiru. Đấy. Khi mà đã cố định được như thế này rồi. Vậy thì chắc chắn là động từ đằng sau atataka cự phải là động từ sư tự động đúng không vậy thì bốn sẽ là đứng trước đây bốn sẽ là đứng đầu tiên đằng sau atataka cự như vậy chúng ta sẽ cho bốn ở đây shite có nghĩa là làm gì nhỉ làm ấm ấy sửa ấm và hai là hai gia cự thứ tự đúng là bốn hai ba một Chúng ta sẽ khoanh đáp án số 3 Câu này có nghĩa là ông nói là gì đây? Khi mà bị cúm ấy Thì tốt nhất là nên gì đây? Nên uh, sưởi ấm Nên làm ấm cơ thể Rồi ngủ sớm nhé Câu 46 Điều gặp chữ Dì bưu nô cư nì nô cô tố Kika re te haji cô tố gạ Ôi nô trong thời gian mà đi du học ấy chỉ sau khi mà bị hỏi về đất nước của mình những cái điều về đất nước của mình thì tôi mới nhận ra có rất là nhiều điều gì đấy từ trước đến giờ là đứng trước cô tổ sẽ phải là gì phải là thể thường hoặc là danh từ đúng không thì ở đây không có danh từ vậy thì bắt buộc phải là thể thường ở đây chỉ có thể thường duy nhất là số 3 omote inakata như vậy chúng ta sẽ xếp số 3 ở đây omote inakata. Tiếp theo, các bạn có động từ omo có thể đi với lại Tô đằng trước, nghĩ là nghĩ rằng hoặc là có cái dạng là gì nhỉ? Gimon ni omo đấy, nghĩ một cách nghi vấn, đầy nghi ngờ. Vậy thì đây có thể là đằng trước cái này sẽ là số 2. Là gimon -sura. sura. này thực ra giống sai nhá. Đến mức đấy. đến cỡ ngay cả Số 4 là gì? Atari Mai Da To Này To cũng có thể đi với cái này được Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ dựa vào gì nhỉ? Dựa vào văn cảnh của câu Ở đây có từ imamade De Atari Mai là đương nhiên Omote là nghĩ là đương nhiên Thì câu này chúng ta có thể đoán nghĩa Là gì đây nhỉ? Tôi đã nhận ra rất là nhiều việc mà từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ là đương nhiên Và tôi không hề nghi ngờ gì cả Đấy, nếu mà dịch được câu như vậy Từ những cái từ đơn như này Cố định được ba như này thì chúng ta sẽ xếp được thứ tự đúng là mấy đây À, à, uh, 4 sẽ là đầu tiên Atari Mae Đà Tô Đằng sau 4 sẽ là 1 Là Omote Đấy Từ trước đến giờ cứ nghĩ là đương nhiên nhá Và gì nhỉ uh, 2 Là Gimom Nisura Đấy Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ một cách nghi ngờ cả Như vậy thứ tự đúng là 4, 1, 2, 3 Và chúng ta sẽ khoanh đáp án số 2 Gimom Nisura Câu số 47 cũng là câu cuối cùng của bài tìm dấu sao Kare ga Egai ta dai ono e wa cái tranh sư tử mà anh ta vẽ gì đó y đự imanimo khi rồi cái tranh sư tử anh ta vẽ này uh, sắp chuyển động đến nơi này đến mức như thể là nó lại gần được vẽ vậy thì nhá chúng ta thấy nhá uh, cái bức tranh này ấy đấy, chủ ngữ là bức tranh con sư tử đúng không mà anh ta vẽ thì đuôi nó phải là gì được vẽ đúng nhỉ? đấy vậy thì đuôi nó sẽ phải là đáp án số mấy đây là y đự có thể là t, t như vậy là sẽ có thể là một hoặc ba nhưng mà nếu là số một ấy, thì nó thành bức tranh con sư tử này à, nó đang chuyển động mà đằng sau ima ni mộ phải là xô so. vậy không thể cho một vào đằng trước y đự vậy thì phải là ba như vậy ba sẽ ở đây Ega karete đang được vẽ đúng không được vẽ được vẽ như nào giống hệt đồ thật Đấy. vậy thì chúng ta sẽ có bốn trước vậy thì chọn được luôn cái đáp án rồi homo no ni đây nhá vậy thì còn một và hai thì thực ra đơn giản thôi Đấy là Imanimo và đằng sau sẽ có sổ đúng nhỉ? Như thẻ đến nơi rồi. Đấy, vậy thì sẽ 1,1 trước 2. Nhưng mà thực ra là chúng ta đã ghép được và chọn được đáp án rồi cho nên là cũng không còn quan trọng nữa. Như vậy là đầu tiên sẽ là một này. Imanimo ugoki dashite. Xong là 2 chi Kisona zui te ki hodo nó hơi bị lem nhem chút. Đây. Chúng ta sẽ khoanh đáp án số 4. Thì ở đây các bạn lưu ý là uh, cái câu này sẽ dịch như thế nào? À tranh sư tử mà anh ta vẽ được vẽ giống thật nhá được vẽ giống hệt, uh, giống hệt đồ thật, giống hệt con sư tử thật đến mức mà, đấy, đến mức mà sao? Có, có vẻ như là nó chuyển động, đấy, nó vận động và nó đang lại gần mình vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài ngữ pháp cho đoạn văn, có thể nói là cái bài mà nhiều bạn cảm thấy khó nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ xem cái chủ đề của bài này là gì đây nhỉ Pocket tissue đúng nhỉ? Pocket tissue là cái 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 giấy, cái giấy 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 lau giấy ăn mà để ở trong một cái gì nhỉ? Để ở trong một cái cái túi ấy. đây ở đây có cái phần hình ảnh của cái sản phẩm đấy nhá. Các bạn thấy này, đây. Nó chính là cái này đây này. Họ sẽ cho vào trong một cái Pro ấy, một cái túi nhỏ cho khoảng 10 tờ hoặc là mười mấy tờ gì đấy tờ giấy lau cho vào đây. Trên này sẽ ghi các cái thông tin quảng cáo gì gì đó, chú ý nhắc nhở. Và cái này mình có thể cho vào túi để mình mang đi lại rất là tiện lợi. Thì đây là bài đọc với cái này. Trước tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách làm của bài này. Như đã nói thì cái bài này không phải là cái bài mà chúng ta sẽ làm theo kiểu đọc dịch từng câu để làm bởi vì vậy sẽ không đủ thời gian. Các bạn sẽ xem câu 48 này. Câu 48. Đây, trước hết các bạn xem qua đáp án nhé. Đe, <laughs> de tố kotomo ata và deu hazu như vậy đây là một câu chia thể đúng không? Hiện tại quá khứ này và những cái từ đi kèm. Vậy bây giờ các bạn sẽ xem câu này như thế nào. Shinjuku. Đấy. Shinjuku gì đây nhỉ? À, Shibuya. Đây là ya ya nhé. Đây là bị sai đấy. Shinjuku ya Shibuya nado no. Okina achikochi khi mà chúng ta đi ra khỏi những cái ga lớn như là Kha Shizuku và và ga uh, Shibuya ấy, chúng ta ra khỏi nhà ga này và chúng ta đi bộ được một đoạn thì đây, những cái người nhá mà gì đây nhỉ mà đang phát những cái uh, hộp những cái khăn giấy này nào, ở đây người ta đang để dạng gì các bạn? Đang để dạng này, về dự tố cứ làm thì sẽ có kết quả như vậy. Vậy thì đang đang vậy thì đây phải là một cái gì nhỉ? Một cái điều sẽ là luôn luôn như thế, vậy thì đây phải là thẻ gì đây? Ở đây phải là thẻ thẻ về dự đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án mấy? một DA. -u". Đây là DA -ta này, liệu rằng đã gặp là thẻ ta là sai tương tự. Đây cũng sai đúng không? Và đây cũng sai luôn. Ở đây đang nói là cứ mà đi ra khỏi nhà ga được một đoạn thì luôn luôn sẽ là bắt gặp những người như này. Vậy thì đúng sẽ phải là đáp án số 1. Sẽ điền vào đây là DA. Câu tiếp theo câu 49. Issue paper ga Nihon ni you ni natta Cái thời điểm mà cái giấy lau Đấy, nó được sử dụng nhiều ở Nhật là những năm 1950. Sono Jusu Nengo 49 phải điền. Nani ga Senden Xin lỗi. Kokoku Senden yo ni kubaru tame no Poketo tissue wo Khoảng mười mấy năm sau ấy Thì cái gì đó này Đã uh, phát triển một cái sản phẩm giấy lau Để dùng cho cái việc phát À, làm phát để nhằm mục đích là quảng cáo tuyên truyền 49 chúng ta sẽ xem dạng câu hỏi là gì sono kai sha, à đối tượng đúng không sono kai xạ aru kai xạ karera no kai và cô yu kai sha. thì đây là cái lần đầu tiên mà cái gì nhở mà cái kai xạ này xuất hiện đúng không ở trước này chưa hề có nhắc đến cái từ kai xạ ở đây có một chút nhá là Ryoko kai, cai gai xạ nhưng mà đây là công ty du lịch người ta đăng lên những cái Uh, gì người ta đăng lên những cái uh, hình ảnh trên cái bao bì còn đây là lùi ngược lại về thời gian đấy đưa ra cái công ty xuất hiện lần đầu tiên thì chúng ta phải dùng cái gì đây? Sono là đó thì phải là đã nhắc đến rồi sai này công ty của của họ hay là công ty như thế này cũng sai đúng đây phải là hai có một công ty nọ đấy khi mà bắt đầu cái lần đầu tiên xuất hiện đấy thì phải là có một công ty nọ người ta thực hiện cái chiến dịch đấy đây khoanh luôn có 48 là 1 này. Như vậy chúng ta sẽ điền được. Ở đây là 49 là gì nhỉ? A rự. Tiếp theo câu số 50. Câu 50 nhá. Cô à, xin cho hồ. tay ni. Cô Không cần phải lấy thông tin của không cần phải lấy thông tin cá nhân à, có thể gì nhỉ một cái gì đó hiệu quả có thể à, tuyên truyền tới cái đối tượng mà mình muốn truyền tải mình muốn tuyên truyền tới ho ho ni suru beki da ho ho da to ieru ho ni nari kane nai và ho ho ga aru ni gai ở đây đúng sẽ phải là đoạn số 2 bởi vì sao? Bởi vì có thể nói rằng cái phương pháp đó là cái phương pháp gì nhỉ? Phương pháp tốt để có thể truyền tải được. Đấy, như vậy đúng sẽ phải là hai Các đáp án khác loại vì sao? Bởi vì một này Nên biến nó thành một cái phương pháp như này Rõ ràng là nó đã có thể làm điều đấy Như vậy là một sai nhá Nari kanenai Là có khả năng có thể sẽ như vậy Nhưng mà nó sẽ là những cái sự việc hiện tượng mang tính chất xấu Không đúng Đây là điều tốt Chắc chắn đây là câu phán đoán Cũng sai luôn Đấy như vậy cái câu 50 phải là số 2 Hô hô đà tô Có thể nói rằng đây là phương pháp tốt hiệu quả đúng không tiếp theo câu 50 câu 51 câu 51 bắt đầu mà đằng sau là dấu phẩy thì đây sẽ là gì nhỉ đây sẽ là câu liên từ đấy câu liên từ có thể nói là câu dễ nhất trong bài sẽ nối cái ý của vế trước và vế sau các bạn xem ở vế trước nó đang nói gì nhá mata tishu nara jitsuyo teki <laughs> de chirashi dake yori uke morai yasui shi được. Nếu là cái giấy lau này ấy, thì nó sẽ mang tính thực dụng. Đấy. nó mang cái tính thực tế ứng dụng cao cho nên là dễ được người ta nhận hơn là cái chirashi, hơn là cái tờ rơi, tờ rơi, tờ quảng cáo. Và mỗi lần sử dụng ấy thì người ta sẽ gì nhỉ? Nó có cái điểm mạnh là người ta sẽ nhìn thấy cái quảng cáo của mình. Câu 51 nhá, đây về trước đang nói những cái điểm mạnh đúng không nhỉ? Về sau này. Tôi, ấy, tôi nhìn những cái quảng cáo ở trên đấy mà tôi tôi chưa từng lần nào mà tôi có cái hành động gì sau khi nhìn vậy thì đằng trước rõ ràng là đang nhằm mục đích là gì nhỉ à, à để người ta nhận này rồi để người ta tuyên truyền quảng cáo nhưng mà đằng sau lại bảo là tôi chưa từng làm cái hành động nào vậy thì đây là quan hệ đối nghịch vậy thì chúng ta sẽ xem cái nào quan hệ đối nghịch nhá Mushiro là ngược lại Đấy, không phải Nó có một phần cái quan hệ đối nghịch Nhưng mà không thể ghép được với lại cái trường hợp kia Mushiro Yosurini tóm lại Shitagate do đó do vậy Quan hệ nhân quả Toaie Đáp án đúng sẽ phải là 4 Toaie là mặc dù vậy Tuy nói là thế giống như là Gần giống Tokoroga Shikashi demo Mặc dù vậy Tuy vậy thế nhưng mà tôi vẫn chưa là nào mà tôi có cái hành động gì sau khi mà xem cái quảng cáo trên đó cả. Câu 52 chúng ta sẽ phải điền này. Này, dakara kikoku shitara Tomorachi ni kubaritai. Bởi vì vì vậy sau khi mà về Nhật ấy thì tôi muốn phát cho bạn tôi Nihon Bunka no Hitotsu toshite với tư cách là một nét văn hóa Nhật Bản câu 52. Shokai à giới thiệu vậy đây phải là gì? một dự định trong tương lai đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ loại số ở mấy nhỉ? Số 1 này bởi vì sareta dạng veta sai nhá. Sitakara đã giới thiệu sai. Còn 3 và 4, 3 là yếu là tôi định làm điều đó và 4 là thẻ gì à? Thẻ bị động. Không dùng thẻ bị động ở đây. Tôi chủ động giới thiệu sẽ là phải là 3. Đấy. Như vậy sẽ là 3 này. Shokai shi yếu Và tôi dự định là sẽ giới thiệu cho bạn tôi. Thì đấy là cái cách làm của cái bài này. Không cần phải đọc hết toàn bộ. Chỉ cần đọc lướt và chú ý những cái điểm quan trọng thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái nội dung bài này một chút. Đúng không nhỉ? Xem là bài này người ta nói gì. Coi như là chúng ta luyện là đọc hiểu nhỉ? Đây, cái phần này này. Hôm nay ấy thì tôi đã nhận được một cái tissue. Tôi đã nhận được một cái... Tôi đã nhận được cái khăn giấy. Đấy tại trước ga Shinjuku. Nó là cái gì đây? Nó là cái khăn giấy bỏ túi, đúng không nhỉ? Mà người ta cho khoảng 10 cái tờ khăn giấy vào trong một cái túi nhỏ và mình có thể cho vào túi áo chẳng hạn, túi áo túi quần và mình mang đi. À, khi mà đi ra khỏi những cái ga lớn như là ga Shinjuku hay là ga Shibuya ấy thì chúng ta sẽ luôn luôn gặp ở đây đó những cái người đúng không nhỉ? Những người mà người ta đang phát những cái khăn giấy bỏ túi này cái mà họ phát thì là gì đây vừa là cái khăn giấy vừa là quảng cáo nữa đấy ở trong gì nhỉ ở trong cái túi đấy ở trong cái túi khăn giấy ấy mà nhận được ấy mà những cái người khách hàng nhận được thì có gì đây có in tên của những công ty du lịch hay là có gì nhỉ có những cái tờ giấy quảng cáo về các quán rượu hay là các cửa hàng làm đẹp các hiệu cắt tóc ban đầu tôi không biết là là người ta phát miễn phí Đấy, thế nhưng mà khi mà được họ trao cho tôi thì tôi sẽ tôi rất rất là ngạc nhiên cái thời điểm mà cái cái giấy giấy lau nó phổ biến ở nhật nó được sử dụng nhiều ở nhật là vào những năm 1950 và sau đó khoảng mười mấy năm các bạn lưu ý nhá có cái sự khác biệt này đây nhắc thêm một chút ví dụ Sujunen đây là hàng chục năm Đấy, Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm Nhưng Yusu nên Nen Làm mười và số năm Tức là vài năm đằng sau nữa có nghĩa là uh, Mười mấy năm đấy Nó khác biệt nhau một chút là như vậy Và mười mấy năm sau Thì có một công ty nọ Họ đã phát triển cái uh, sản phẩm là gì nhỉ Giấy ăn bỏ túi Cái giấy bỏ túi Để phát dùng cho cái việc tuyên truyền quảng cáo Và vào khoảng năm 1970 Thì có một công ty họ đã bắt đầu phát cái đó số đề ở đây chính là cái 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 pocket tissue này ở trên đường và từ đấy đến giờ ấy cái việc mà phát cái giấy lau bỏ túi này ở trên đường nó đã tê che cự nó đã định hình vững chắc nó đã uh, gì nhỉ nó đã cố định hình ảnh như vậy rồi quả thực là cái giấy lau bỏ túi này là một cái thứ gư dự đây là một cái thứ một cái đồ quảng quảng, quảng cáo tuyên truyền rất là tuyệt vời rất là xuất sắc. Đầu tiên là sao? À, bởi vì người ta phát trực tiếp ở trên đường, đúng không nhỉ? Cho nên là sao? Cho nên là người ta có thể phát bất kể là cái độ tuổi hay là tính cách của người uh, đi, đúng không nhỉ? Người đang đi bộ, người đang người ta gặp như thế nào, cũng không cần phải gì đây, cũng không cần phải uh, thu thập thông tin cá nhân. Có thể nói đây là cái phương pháp rất là hiệu quả, có thể tuyên truyền đến cái đối tượng mà mình muốn uh, truyền tải. Thêm nữa, bởi vì người ta phát là cái tissue là cái giấy lau cho nên nó mang tính thực dụng cao cho nên là sẽ được người ta nhận, dễ được người ta nhận hơn là khi phát những cái xin những cái tờ quảng cáo. đấy Tóm lại là phát cái tissue ấy thì người ta sẽ dùng để lau nhưng mà khi phát chirashi thì người ta sẽ vứt đi, đúng không? Và gì đấy, mỗi khi mà người ta sử dụng thì người ta lại nhìn thấy cái quảng cáo đấy. Điểm lợi thế là như vậy. Mặc dù vậy thì tôi sau khi mà xem những quảng cáo ở trên cái Uh, hộp khăn giấy này thì tôi chưa từng có cái hành động nào cả tôi không có một cái hứng thú gì với những cái quảng cáo mà tôi nhận được thế nhưng mà sao thế nhưng mà bởi vì là miễn phí cho nên là tôi cứ nhận thôi và tôi đang ngày càng tích lũy nó đúng không ngày càng có nhiều nó vì vậy mà tôi muốn về nước tôi sẽ cho bạn tôi tôi phát cho bạn tôi tôi định là sẽ giới thiệu nó là một cái nét văn hóa nhật bản nhá đấy là phần dịch nhưng mà đi thi không có thời gian để dịch như vậy đâu thì đây là cái phần chữa bài gì nhỉ? chữa bài um, ngữ pháp. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần chữa của các đề sau nha.